đợi chờ ai chìm vào trong tiếng mưa rơi. Tạm biệt nơi đây sẽ mãi xa rồi. Tạm biệt nơi đây trong trái tim tôi. Tạm biệt nơi quan xa tôi vẫn hay ngồi. Bên trong cửa này khai trường. Bên
dấu phong ba, hiên ngang bước sóng gió sẽ qua. Những tháng ngày năm đó anh cũng cười thật tươi, có đôi lời yêu em anh vẫn chưa dám ngỏ lời. Yêu bầu trời năm ấy cũng ngàn vệt nắng mưa cuối trời, vẫn nhớ bóng dáng đôi mươi, nhớ nụ cười xuân ơi. Thích thì cứ bước, chẳng sợ ai chê, đam mê phía trước đừng đợi chờ lê thế. Mơ và hay cứ ước cánh xuân cũng là điều phi thường, hẹn gặp nhau ở cuối con đường. Đời đổi thay, thế giới vẫn quay, tuổi thanh xuân như gió như mây. Cười thật tươi lên khi đôi môi ta còn đó mong, năm tháng ấy quay lại được không? Những tháng ngày năm đó ta đã cười thật tươi, 18 đôi mươi nhưng nụ cười đẹp nhất đời. Dẫu gian khó, dẫu phong ba, hiên ngang bước sóng gió sẽ qua. Những tháng ngày năm đó anh cũng cười thật tươi, có đôi lời yêu em anh. Kính thưa quý vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn cựu học sinh có mặt trong chương trình một khóa trung học phổ thông Vân Tảo niên khóa 2008-2011 mang tên Chuyến xe thời gian. Ngày giây phút này đây, cho phép MC Mai Xuân và Ngọc Sơn cùng các thầy cô và các bạn bước lên chuyến xe thời gian mang số hiệu 2008-2011 để cùng nhau trở về với miền ký ức cùng 11 năm về trước, cùng ôn lại những kỷ niệm xưa, cùng tri ân và hồi mộ. Ngay từ đây thì cho phép MC Mai Xuân và Ngọc Sơn chúng em đến gần hơn với thầy cô và các bạn. Các bạn có thấy hồi hộp không ạ? Các bạn có sẵn sàng chia sẻ những kỷ niệm của mình với thầy cô và bài bạn không ạ? Các bạn sẵn sàng chưa nào? Cho một tràng vỗ tay thật lớn nào! Bây giờ thì em vinh dự được đứng cạnh cô Hoa và thầy Ba, và em xin phép được đứng gần nói chuyện chia sẻ đầu tiên của cô Hoa. Cô đã dành rất nhiều thời gian quan tâm và theo dõi chúng em. Ngày hôm nay là cô đã dành thời gian để sắp xếp quay về 3 tuần để chúng em, và cả đêm thì cô không ngủ ạ. À. Cô không ngủ thì cô có sợ là hôm nay cô được xin về không ạ? À? Thôi thì thực ra bây giờ cô chỉ có suy nghĩ là nắng nào mà đảm bảo thời gian, đảm bảo sức khỏe để ngày hôm nay đến sự hội quán với các em và được gặp các em học sinh thôi. Chứ còn nếu như mà mệt mỏi quá mà không đi được thì lỡ mất cơ hội. Còn việc đẹp nhiều hay đẹp ít thì cô cũng không chú trọng nhiều. Nhưng các bạn thấy cô Hoa của chúng ta có đẹp giống như những lần đầu tiên chúng ta gặp cô không ạ? Thôi, sẽ tìm tới nhân khóa của chúng em thì không biết là kỷ niệm nào mà cô nhớ nhất về chúng em, hay là một bạn học sinh hay là một nhóm nào mà cô ấn tượng nhất, thì cô có thể chia sẻ với chúng em về cái kỷ niệm về tuổi học trò, về áo trắng của bọn em mà cô cảm thấy nhớ nhất ạ. Em xin mời cô ạ. Thì cô nhớ nhất là bạn Sơn và bạn Hiền, và một bạn nữa tự nhiên là cô quên mất tên, đã từng đến với các em học sinh của các khóa sau khi mà các em Sơn và em Hiền đang học ở trường đại học, và đến với các em học sinh đang học ở tại trường Vân Tảo để tâm sự, để trò chuyện, và cũng là để giúp cho các em xác định được cái động cơ cũng như là mục đích học tập và có cái phương pháp học tập đúng. Và đấy là điều mà cô rất là trân trọng, và cô rất là cảm ơn đối với tất cả các em cũng như là khóa của các em. Thì trường cũng đã có rất nhiều những hoạt động liên quan đến hướng nghiệp và chia sẻ những kiến thức học tập với tất cả các em học sinh, và mình cũng đã quay trở về trường, đã tham gia một số event của trường, và rất là vui, rất là hạnh phúc khi được nhận lời mời của cô Hoa về tham gia một số chương trình của trường. Em xin chân thành cảm ơn cô. Là bài văn mà em nhớ mang máng, không nhớ kỹ là cô Hoàng đã kể cho chúng em ạ. Đó là đề mỗi một lần mà vào 10 của trường chúng ta thì có một cái đề văn, đó là hãy tả về thầy cô mà bạn ấn tượng nhất ạ. Đúng là cái bài văn đầu tiên ấy, khi mà các bạn bước vào lớp 10 các bạn còn nhớ không? Như bạn nào cũng phải làm đúng không? Đó là hãy chỉ là các biểu cảm nghĩ của em khi bước đến trường trung học phổ thông. Cô nhớ là cái đề đó thì gần như năm nào cũng ra. Và đó là cái bài của một bạn học sinh, thì nhìn thấy một thầy
thầy hiệu trưởng mà đến bây giờ sau đó bạn ấy viết theo cái kiểu là em rất vinh dự và tự hào vì em đã được gặp thầy hiệu trưởng sau đó ba vòng như thế nào. Cái kiểu nó hơi khác về bây giờ một chút. Thân hình của thầy lúc đấy là theo bạn ấy tặng là mi non và không biết là có cái ưu ái như thế nào đối với bài ban đấy là không. Và sau đấy thì thầy cô vẫn cứ chuyển nhau mãi bởi vì rất là ấn tượng là vâng, em cảm ơn thầy rất nhiều và các bạn đi một lớp mà chúng ta học thầy rất nhiều sẽ cùng chia sẻ một số đôi điều có thể cảm ơn ban liên lạc cùng toàn thể mời các bạn có sức khỏe hạnh phúc và bình an. Cảm ơn Dũng rất nhiều. Em chào các thầy cô và tất cả các bạn. Hôm nay giọng em thì không được như bình thường nhưng mà em tin chắc là trong cái không khí rất là nóng ngày hôm nay thì em cũng sẽ chia sẻ hết những cảm xúc trong em bây giờ. Hiện tại thì em rất là cảm ơn các thầy cô cũng như các bạn ở trong ban tổ chức bởi vì đã rất là lâu rồi bọn em mới có cơ hội để có thể là quay lại trường điện và cũng muốn chia sẻ với thầy cô và các bạn các bạn như hồi thời điểm em học ở trường mà là các bạn xin cảm ơn những chia sẻ của bạn Ngọc Khánh lớp 12A8 ạ. Thưa các thầy cô, em đang đứng cạnh bốn thầy đẹp trai ạ. Thầy Kim Boom ạ, các bạn có nhớ không ạ? Ngày xưa là thời của chúng ta là có bộ phim Ngôi Vườn Sao Băng và có một diễn viên rất nổi tiếng tên là Kim Boom và chúng ta luôn gọi thầy là thầy Kim Boom. Em chào thầy ạ. Thế thì bạn em chào thầy cô ạ. Các bạn biết không, trước khi kết nối bạn Lan Anh thì mình cũng chia sẻ một chút là bạn Lan Anh là một chức năng nhưng rất nỗ lực để tham dự cùng chúng ta Lan Anh ạ. Thật sự là em không biết là nói như nào nhưng mà đúng thật sự là em rất là cảm ơn và cảm ơn chân thành vì thật sự là chỉ một câu nói để thay đổi cả cuộc đời em muộn nhưng mà không bao giờ khi nào mà em cảm thấy mình bỏ ra em không phải nhớ tới thầy nói câu nói của thầy được những điều như thế đó và khi sách kỹ năng sống em xuân đến năm tháng mà em học ở trên trường cao đẳng cảm ơn các thầy cô rất là nhiều. Cảm ơn Lan Anh, một phần chia sẻ hết sức xúc động tới từ Lan Anh và chắc chắn không chỉ là vô cùng đặc biệt. Cách đây khoảng hơn 10 năm để có thể vui sống từng ngày và ngày hôm nay dù rất khó khăn trong đi lại bạn Hà của 12A7. Hà ơi, không biết bây giờ trở về đây thì cảm xúc của Hà như thế nào? Chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn cho Hà nào. Chắc Lan Anh à, các bạn giúp mình đỡ Hà. Mình thấy vui vẻ thì mời về đây này. Mọi người hãy cho một chặng tay của mình. Chúng ta mà. Xin chào một tay đi ạ. Thực sự là lúc này là bạn Hà rất là cảm động. Nhưng mà từ em xin chia sẻ với thầy cô và các bạn là thực sự là Hà là bạn thân của em. Và em cũng là người mà chứng kiến tất cả những gì mà bạn đã trải qua. Em đã có với bạn từ những ngày mà bạn bị, từ những ngày mà còn 4% sống ở trên bệnh viện Việt Đức, trả về bệnh viện nông nghiệp. Nhưng mà thực sự là bạn có một sức mạnh kiên cường thật sự. Xin cảm
vâng, những chia sẻ của bạn Hà và bạn Lan Anh đã đưa chúng ta đến với rất nhiều cảm xúc khác nhau trong buổi lễ ngày hôm nay. Nhưng mà thật sự là tình cảm của các bạn ăn bảy hôm nay em xin lỗi vì tôi không nhớ tên bạn quý, những người bạn đã lâu không gặp, có thể là thầy Nguyễn Đình Bang, hiệu trưởng nhà trường, kính thưa toàn thể các thầy cô giáo và các em học sinh khóa 2008-2011. Thực sự là cô rất cảm ơn các em đã tổ chức sự kiện ngày hôm nay để chúng ta có dịp gặp nhau, hàn huyên, ôn lại những kỷ niệm. Và thực sự biết ơn 12A7 là một lớp mà trong 10 năm khi cô về trường làm công tác chủ nhiệm thì 12A7 là lớp hoang nhất, tình cảm nhất mà cô được chủ nhiệm các em. Và theo đến tận bây giờ các em vẫn luôn luôn yêu thương cô, cùng với cô trò chuyện trong hội nhóm lớp. Và cũng vì được đồng hành cùng với các em như vậy cho nên là cô cũng nắm được nhiều hơn những cuộc sống riêng tư của các em để chúng ta yêu thương nhau, hiểu nhau nhiều hơn. Lớp 12A7 thực sự là một lớp rất là nhiều cảm xúc, rất là nhiều kỷ niệm. Các em rất là giỏi, rất là ngoan. Điển hình như lớp trưởng Phạm Văn Toản, vừa đẹp trai, vừa tài giỏi. Và bí thư thì hai thời bí thư là bạn Nguyễn Thị Thơm và bạn Thanh. Bạn Thanh ấy đều là những bí thư rất là từ khôi. Lớp chúng ta còn có bạn Phạm Thị Lan Anh, hiện nay cũng là đồng nghiệp của cô. Bạn là giáo viên. Rồi bạn Phạm Đình Kế nữa, bạn Thế nữa. Và người mà cô trăn trở nhiều nhất ở lớp 12A7, rất nhiều hôm phải đau đáu, mất ăn mất ngủ, thực sự là mất ăn mất ngủ để giúp bạn vượt qua được những cái gọi là nghịch ngợm của tuổi học trò để làm sao giúp bạn hiểu và đi vào quỹ đạo. Thì đó là bạn Đạt, hiện nay bạn chắc cũng đang làm đến vấn đề đang trong ngành biểu chính của Viễn thông Quân đội. Một bạn nữ nữa mà cũng mang lại nhiều những cái sự kiện cho lớp 12A7 đó là bạn Tươi. Cũng rất là nhiều ấn tượng với bạn Tươi. Đó là những cái trường, những bạn rất là đặc biệt của lớp 12A7. Và cơ bản lớp 12A7 đem lại cho cô một cái sự biết ơn rất lớn và một sự yêu nghề nhiều hơn. Cảm xúc được thư giãn hơn, được nhẹ nhàng hơn khi mà làm công tác chủ nhiệm, bởi vì các em ngoan hơn rất nhiều các khóa khác mà cô được chủ nhiệm. Và một lần nữa cảm ơn các em rất là nhiều ngày hôm nay đã cho cô được về đây cùng với các thầy cô, được gặp lại các em cùng ôn lại những kỷ niệm này. Và rất mong chúc cho các em luôn luôn mạnh khỏe, thành đạt và bình an trong cuộc sống của mình. Cảm ơn em rất là nhiều. Chào vào tay, đón tiếp thầy cô lên sân khấu chính ạ. Mời các bạn trong ban tổ chức, chúng ta sẽ cùng mời thầy cô tiến lên sân khấu ạ. Phấn bám đầy tay, ta vẫn gọi là nghề cao quý nhất. Có một nghề không trồng cây vào đất, mà cho đời những đóa hoa thơm. Có một nghề lặng thầm những đêm thu, bên đèn khuya miệt mài trắng son. Giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy, đó là nghề, nghề sao tôi yêu. Như vầng trăng tỏa sáng khắp muôn nơi, như hàng cây đã bao mùa lá rụ, đón thu về bâng khuâng ta áo trắng. Khi hè về xôn xao tiếng về ở
rất nhiều bạn chúng ta đã khóc là giây phút vô cùng xúc động, mà 11 năm rồi chúng ta mới có dịp được quay trở lại trường, quay trở lại mái ấm của chúng ta, ngôi nhà thương thương của chúng ta. Và các bạn hãy trao những cái ôm của thầy cô đi ạ. Các bạn hãy trao những cái ôm của mình, thầy cô của mình đi ạ. Thank you.
của mẹ ru ngày nào: sang sông phải bắt cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy. Tôi mong sao bài hát ấy sẽ đến được với mọi người, với những người thành đạt và cả những người vô danh, để ai cũng được tìm lại những khoảnh khắc hạnh phúc tinh khôi nhất của đời người. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trường. Giơ tay chào các nào. Đến bờ ước mơ, rồi năm tháng sông dài gió mưa, cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa. Dòng trôi mãi, chỉ trên phố bao người đón đưa, dòng sông vắng bây giờ gió mưa, còn ai nhớ ai quên con đò xưa. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi, thầy đã đến như tia nắng sáng soi bước em trong cuộc đời. Vẫn nhớ những khi trời mưa rơi, vẫn chiếc áo xưa trên đôi vai, thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, tóc xanh bây giờ đã
rơi nhưng ngàn năm làm sao em đếm hết công ơn.